Chuyên mục 24 giờ chuyển động. Nữ phi kêu Mỹ bị người tình quen qua mạng xã hội tống tiền 1,7 tỷ đồng bằng clip nóng. Tiểu mục nóng trên mặt báo hôm nay sẽ bàn về đạo đức kinh doanh xuất phát từ đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội TikTok. Cảnh báo tình trạng bán hải sản dùng cân không chuẩn tại chợ làng chài Mũi Né, phường Mũi Né Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận sau khi nghỉ Tết Quý Mão. Ra mắt bộ đàn đá hạt giống tâm hồn được chế tác từ đá núi lửa đúng dịp kỷ niệm 20 năm ra đời tụ sách hạt giống tâm hồn Xin chào quý thính giả đang đến với chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, đại diện phòng cảnh sát đường thủy BC08B công an thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết là trong quá trình tuần tra phát hiện một đoàn 10 mô tô nước đang lạng lách chạy cắt ngang luồng đường thủy và quay vòng với tốc độ cao trên sông Long Tàu, sông Ngã Bảy, Thiền Liên thuộc huyện Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh gây mất an toàn giao thông đường thủy nên đã tiến hành kiểm tra xử lý vi phạm. Thông tin chi tiết của vụ việc này sẽ mở đầu cho cụm tin nóng tinh nóng. Các tổ công tác của phòng phối hợp với các đội trạm đồng loạt ra soát địa bàn và tổ chức chốt chặn các khu vực ngã ba sông, bố trí các tổ công tác chặn các mô tô nước này để kiểm tra, kiểm soát. Đồng thời, bố trí hai tổ công tác chốt chặn khu vực sông Nhà Bè, ngã ba đèn đỏ, cầu Phú Mỹ. Khi thấy lực lượng cảnh sát đường thủy, đoàn mô tô nước nhanh chóng tách thành hai tớp tăng tốc bỏ chạy. Đến khu vực ngã ba đèn đỏ, thuộc tuyến sông Nhà Bè giao với sông Sài Gòn, thuộc quận 7, quận nhất, tổ công tác đã chặn được và tạm giữ 3 mô tô nước cùng với 3 người cầm lái, đưa về trạm các lái kiểm tra lập biên bản ban đầu. Một tổ công tác khác tiếp tục truy đuổi và phát hiện 7 mô tô nước còn lại tại khu vực tuyến rạch cùng, sông Dòng Ông Tố, phường Bình Trưng Tây, thành phố Thủ Đức. Hiện phòng cảnh sát đường thủy đang tiếp tục làm rõ các hành vi vi phạm của người điều khiển các mô tô nước nêu trên để có hướng xử lý. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can, bắt tạm giam 16 bị can liên quan đến hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Quỳnh Hương số 14 trên 24 đường Lê Thánh Tôn, phường Đông Ba, thành phố Huế. Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm Công an tỉnh phối hợp với Công an phường Đông Ba, thành phố Huế tiến hành kiểm tra quán karaoke Quỳnh Hương do Lê Thị Mỹ Dung, 49 tuổi, trú tại phường Thuận Lộc thành phố Huế làm chủ, phát hiện có 3 phòng đang phục vụ khách tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy quán karaoke Quỳnh Hương hoạt động từ năm 2015, có 3 tầng gồm 16 phòng, trong đó 6 phòng để khách hát karaoke và 10 phòng phục vụ khách sử dụng ma túy, với mức giá cho thuê phòng 300.000 đồng một giờ. Tại đây, lực lượng công an đã thu giữ gần 0,3 gam nghi là ma túy loại ketamin, 18 điện thoại di động cùng một số tăng vật có liên quan khác. Theo cơ quan công an, 16 bị can liên quan trong vụ án là nhân viên và khách hàng đến thuê phòng tại quán karaoke này để mua bán tổ chức sử dụng ma túy. Hiện lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm. Công an quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ hình sự Võ Văn Hùng, 34 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Trị để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Nạn nhân trong vụ việc này là chị NTS, tên được viết tắt 45 tuổi, là Việt Kiều, quốc tịch Mỹ. Theo điều tra, thì khoảng tháng 10 năm 2020, qua mạng xã hội, Hùng và chị S chuyển trò qua mạng và nảy sinh tình cảm. Đến khoảng tháng 12 năm 2022, Hùng thiếu tiền nên gửi cho chị S những hình ảnh nóng để yêu cầu chị chuyển tiền cho Hùng nhiều lần. Cụ thể Hùng đã yêu cầu chị S chuyển khoảng hơn 100 lần và chiếm đoạt của chị hơn 1,4 tỷ đồng và 16.000 đô la Mỹ. Đến ngày 1 tháng 2, khi Hùng từ quản trị bay vào thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu chị S ra gặp mặt tại quán cà phê trên đường Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò Vấp để lấy 30 triệu của chị S thì bị đội cảnh sát hình sự công an quận Gò Vấp bắt quả tang. Công an thu giữ trong người của Hùng chiếc điện thoại, bên trong chứa nhiều clip hình ảnh mà Hùng đã quay lại của chị S để đe dọa. Qua công tác điều tra ban đầu, Hùng đã tư nhận toàn bộ hành vi cưỡng đoạt tài sản của mình. Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát Biển 1 phó hợp với Cục Hải quan Hải phòng và các cơ quan chức năng đã tiến hành mở kẹp chì một container chứa ngà voi được nhập lậu bằng đường biển. Từ đầu tháng 1 năm 2023, theo thông tin nghiệp vụ mà hai đơn vị nắm được, sẽ có một lô hàng chứa ngà voi được vận chuyển từ nước ngoài về cảng Hải Phòng. Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 đã phối hợp với Cục Hải quan Hải Phòng sử dụng các biện pháp kỹ thuật tiến hành xác minh. Khi xác định lô hàng nghi vấn trên, khả năng đã được tập kết tại cảng quốc tế Lạch Huyện, các đơn vị đã thống nhất tăng cường công tác kiểm tra qua hệ thống máy soi chiếu của hải quan và xác định container số TRHU 6895812 có dấu hiệu nghi vấn là ngà voi được trà trộn vào hàng hóa. Sau khi mở kẹp chì container, lực lượng chức năng phát hiện một số lượng lớn ngà voi gồm 117 khúc với tổng trọng lượng khoảng 490 kg được trộn lẫn vào sừng bò nuôi nhập khẩu. Một ngư dân đang đánh cá ở khu vực biển Tây Nam, chẳng may bị bỏng nước sôi ở vùng lưng, hông và có dấu hiệu nhiễm trùng sâu vừa được cán bộ chiến sĩ vùng cảnh sát 4 cứu hộ kịp thời. Bộ Tư lệnh vùng cảnh sát biển 4 cho biết, ngư dân bị bỏng nặng tên là Nguyễn Văn Lẽ, 58 tuổi ở Kiên Giang, khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên khu vực biển Tây Nam, cách đảo Hòn Khoai khoảng 90 hải lý, tàu CSB 4035 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã nhận được tín hiệu đề nghị hỗ trợ y tế của ông Tô Văn Diễn, 34 tuổi, thuyền trưởng tàu cá KR 95839TS, về việc trên tàu có ông Lẻ bị nước sôi đổ lên vùng lưng và hông. Do điều kiện thời tiết lúc này sóng to gió lớn, nên cán bộ chiến sĩ trên tàu CSB 4035 nhanh chóng sử dụng xuồng đưa tổ công tác cơ động tiếp cận tàu cá của ông Diễn để hỗ trợ y tế cho người dân. Đồng thời thấy vết thương nghiêm trọng, đơn vị đã đưa nạn nhân về tàu cảnh sát biển để kịp thời sơ cứu khử trùng băng bó vết thương ở phần lưng hông và đùi trái của ông Lẽ. Sau đó, cán bộ chiến sĩ vùng cảnh sát biển 4 đã bàn giao cho chủ tàu cá đưa về bờ điều trị. Tiếng mục nóng trên mặt báo. Thưa quý vị, câu chuyện mà tiểu mục nóng trên mặt báo hôm nay ghi nhận là có liên quan đến lĩnh vực kinh doanh du lịch, mà cụ thể là tình trạng bán hải sản dùng cân không chuẩn tại chợ làng chài Mũi Né, phường Mũi Né, Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Hồi đầu năm 2022, chính quyền Mũi Né đã lập các điểm cân đối chứng để du khách có thể kiểm tra lại số kg sau những phản ánh về tình trạng cân thiếu. ấy thế mà đầu năm nay lại xuất hiện clip triệu view cảnh báo về tình trạng gian dối này. Theo nội dung clip đăng tải, sau khi bị cân gian lận, du khách này trở lại quay hải sản đã mua và mang theo ba lon bia loại 330ml. Du khách này phát hiện bí mật tại quầy bán có để hai chiếc cân, nhưng chỉ một cân chính xác còn một cân không chuẩn. Sau khi đặt ba lon bia lên chiếc cân thứ nhất tại quầy bán, thì kim cân chỉ cần 1kg. Tương tự với chiếc cân thứ hai đặt bên cạnh, từ kim chỉ số 0 ở trạng thái cân bằng, sau khi đặt 3 lon bia lên thì kim lại chỉ đến 1,4 kg. Như vậy với chiếc cân thứ hai này, người bán sẽ gian lận của người mua đến 400 g. Đoạn clip cảnh báo này được đăng tải trên TikTok và sau 3 ngày đã thu hút hơn 2,3 triệu lượt xem và rất nhiều lượt chia sẻ tương tác. Trước phản ánh trên, chiều ngày 28 tháng 1, một đoàn công tác do ông Lê Văn Trơn, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Phan Thiết dẫn đầu cùng các thành viên là Phó Chủ tịch và Công an phường Mũi Né đến kiểm tra các chiếc cân của các hộ kinh doanh tại làng chài Mũi Né. Qua đó, lực lượng chức năng đã phát hiện và lập biên bản thu 6 chiếc cân không chính xác. Sau khi lập biên bản, địa phương sẽ tiến hành các bước xử lý hành chính theo quy định. Năm ngoái, dư luận cũng đã từng xôn xao khi những phản ánh của du khách cho thấy họ mua 2,1 kg tôm hùm giá 700.000 đồng kg, nhưng khi cân lại chỉ còn có 1,6 kg. Cân điêu, gian dối tới gần 1 phần tư trọng lượng. Sau scandal ấy, chính quyền địa phương đã cho đặt những chiếc cân để đối chứng, gắn kèm số điện thoại đường dây nóng để cư dân hoặc là khách hàng có thể ngay lập tức thông báo. Cũng cần nói thêm là trước đó, chính mũi né cũng từng áp dụng biện pháp yêu cầu các hộ kinh doanh đăng ký cam kết buôn bán trung thực. Chính quyền đã làm, đã nỗ lực, đã cố gắng bởi vấn đề không phải chỉ là tiền bạc mà là vấn đề cảm xúc sự tổn thương thái độ bức xúc ấy rất dễ trở thành một ấn tượng xấu rất dễ trở thành định kiến để chẳng bao giờ có lần thứ hai nữa định kiến thì dễ hình thành nhưng khó xóa bỏ mọi nỗ lực sửa sai vì thế sẽ khó hơn rất nhiều lần so với việc ngăn chặn so với việc không để cái sai xảy ra nhưng tại sao gian dối vẫn xảy ra Ngày 1 tháng 2 vừa qua, ông Bùi Ngọc Lâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Mũi Né, đã ký quyết định xử phạt hành chính bà Nguyễn Thị Trúc Mai, sinh năm 1987, là người có lều bạc buôn bán hải sản tại bờ biển làng chài Mũi Né. Nhân vật chính trong scandan là chiếc cân điêu mà du khách đã phản ánh. Cho dù đã xác định người phụ nữ này có hành vi tháo gỡ niêm phong, kẹp chì, chứng chỉ kiểm định trên phương tiện đa lường, nhưng cuối cùng hành vi này được phạt tiền 375.000 đồng. Dư luận cho rằng, số tiền phạt như thế thì như là một trò đùa vậy bởi số tiền phạt ngang với nửa ký tâm hùm mà một lần gian dối thành công là đã thừa đủ rồi và đó là một mức phạt để lại một tiền lệ xấu xí rằng gian dối có thể trả bằng tiền thậm chí là quá rẻ và có lẽ mức phạt này giải thích rất dễ hiểu cho tình trạng gian dối cân điêu cân thiếu chưa bao giờ chấm dứt không thể chấm dứt mà khác, người dân cũng không mặn mà với việc tố giác hành vi sai phạm với cơ quan chức năng, bởi giá trị của hàng hóa cân thiếu không quá lớn, thường chỉ vài ngàn cho đến mấy chục ngàn, với những mặt hàng giá trị lớn có thể lên đến hàng trăm ngàn. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến việc dù pháp luật có quy định, nhưng thực tế, số vụ việc vi phạm về cân đông hàng hóa bị xử lý chưa đáng kể, từ đó gây thiệt hại và mất lòng tin cho người tiêu dùng đồng thời còn ảnh hưởng bất lợi cho cả những người kinh doanh chân chính khác. Vâng. Và cái cân lừa đảo ở mũi né không chỉ ảnh hưởng đến du lịch bình thuận mà còn là Việt Nam. Du khách sẽ không đến một nơi và cư dân không thân thiện, buôn bán lừa đảo, cho dù ở đó có phong cảnh đẹp, món ăn ngon. Muốn du lịch Việt Nam cất cánh, cần phải loại bỏ ngay những tày nạn, hành vi kinh doanh xấu xí làm ảnh hưởng đến thương hiệu quốc gia. Và thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin khép lại nội dung này của tiểu mục nóng trên mặt báo. Tiếp tục chương trình là thông tin về đời sống xã hội dân sinh đáng chú ý. Tiểu mục Đông Tây chuyển động. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 20 năm tủ sách hạt giống tâm hồn ra đời, bộ đang đá mang tên Hạt giống tâm hồn được nghệ nhân Trương Định Chiếu chế tác từ đá núi lửa với tạo hình con thuyền vượt sóng đã được trao tặng cho công ty First New Trí Việt và bộ đàn đá đặc biệt này đã được trưng bày và biểu diễn tại hội hoa xuân thành phố Hồ Chí Minh, công viên Tao Đàn trong dịp Tết Quý Mão vừa qua. Nghệ nhân Trương Đình Chiếu vừa có thể sử dụng 100 loại nhạc cụ, biết phối khí cùng lúc với 10 loại nhạc cụ khác nhau, nhưng ông đặc biệt quan tâm đến âm nhạc dân tộc, nhất là đàn đá. Cho đến thời điểm hiện tại, nghệ nhân Trương Đình Chiếu đã chế tác được khoảng 500 bộ đàn đá. Tuy nhiên, bộ đàn đá hạt giống tâm hồn là bộ đặc biệt nhất về mặt ý nghĩa, chất liệu cũng như thời gian chế tác. Ý tưởng về bộ đàn đá hạt giống tâm hồn ra đời khi nghệ nhân đến tham dự và được mời biểu diễn trong chương trình Đánh thức khát vọng dành cho học sinh sinh viên tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau 5 năm với hàng trăm chuyến đi, nghệ nhân Trương Đình Chiếu mới có thể tìm và vận chuyển đủ số lượng đá cần thiết để tạo hình thành một chiếc thuyền vượt sóng ra khơi với những thanh âm đặc sắc khi gõ như tên gọi của nó bộ đan đá không thể thiếu được hình ảnh cuốn sách hạt giống tâm hồn đang mở có viên ngọc ở giữa như một điểm nhấn cũng như lần nữa khẳng định giá trị mà tụ sách hạt giống tâm hồn mang lại cho bạn đọc nghệ nhân trương đình chiếu chia sẻ để hoàn thành được cái bộ đàn đá hạt giống tâm hồn này thì uh, uh, riêng cái công đoạn đi tìm đá và để thực hiện thì cũng hết uh, gần 4 năm uh, cái thời gian thực hiện á uh, thì uh, trong vòng khoảng một năm nhưng mà thời gian để mà đi tìm được những khối đá này cũng rất là khổng phu và đây là những cái khối đá nó rất là giá trị và là chúng tôi quyết định là làm duy nhất duy nhất một bộ này để uh, đưa vào cái bảo tồn à, bảo tàng của văn hóa dân tộc việt nam mình và sắp tới tôi cũng đưa vào cái nhà trưng bày của uh, phân biêu à, chống tâm hồn việt nam trong đêm bế mạc Hội Hoa Xuân Tao Đàn 2023, Bộ Đàn Đá Hạt Giống Tâm Hồn đã được trao giấy chứng nhận và giải đặc biệt khi tham gia trưng bày tại Hội Hoa Xuân. Dịp này, nghệ nhân Trương Đình Chiếu cũng quyết định trao tặng bộ đàn độc đáo này cho First New nhân dịp kỷ niệm 20 năm tủ sách Hạt Giống Tâm Hồn ra đời. Ông Nguyễn Văn Phước, nhà sáng lập First New cho biết sẽ gửi bộ đàn đá hạt giống tâm hồn này để nghệ nhân Trương Đình Chiếu mang đi biểu diễn trong 5 năm sau thời gian đó bộ đàn đá đặc biệt này sẽ được trưng bày trong phòng truyền thống hạt giống tâm hồn trí việt theo kỷ lục gia trương đình chiếu nếu những cuốn sách thuộc tụ sách hạt giống tâm hồn mang đến những thông điệp truyền cảm hứng đến độc giả thì âm thanh từ bộ đàn đá này sẽ lan tỏa những giá trị văn hóa dân tộc lẫn năng lượng tích cực đến người nghe khắp bốn phương Thưa quý vị, vào ngày 12 tháng Giêng âm lịch hàng năm, đông đảo người dân và du khách lại đổ về tham dự lễ hội Xuân Quý Mão tại xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội, để cùng hòa minh vào phần thi bắt vịt tại hồ nước đầy vui nhộn. Theo quan niệm của người dân nơi đây, lễ hội bắt vịt mang ý nghĩa cầu cho mưa thuận gió hòa, chăn nuôi được thuận lợi trong năm mới. Các đội thi năm nay gồm 3 thành viên. Trước giờ thi, danh sách các đội sẽ được đăng ký với ban tổ chức đúng 14 giờ, phần thi bắt vịt bắt đầu diễn ra. Ban tổ chức đọc tên đội chơi lần lượt tham gia, đồng thời một con vịt sẽ được thả. Tuy có tới 3 người, nhưng để bắt được một chú vịt dưới nước không hề đơn giản. Có những chú vịt lặn rất giỏi, khi vừa bị tiếp cận đã lặn biến, khiến cho các thí sinh hoang mang. Một số chú vịt khác lại dùng tuyệt chiêu bay lên khi bị các đội chơi tiếp cận. Ngoài vịt của ban tổ chức, còn có vịt từ các mạnh thường quân tài trợ một vài chút vịt hàng tuyển được treo giá riêng cho đội chơi nào bắt được. Được biết, số lượng vịt phục vụ cho cuộc thi được người dân trong làng ủng hộ, do đó mỗi năm sẽ có sự chênh lệch khác nhau. Năm nay, ban tổ chức đã nhận được 22 con vịt. Ngoài vịt của ban tổ chức, còn có vịt do các mạnh thường quân tài trợ. Tại Chùa Tam Chúc ở thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bản, tỉnh Hà Nam mới đây, đã tổ chức nghi lễ rước nước linh thiên khai xuân lễ hội. Đoàn trước gồm vài chục thuyền, trong đó có hai thuyền rồng đi đầu tiến thẳng tới vị trí cấm cây nêu ở giữa hồ, gần đình Tam Chúc Cổ. Lễ hội nhằm cầu nguyện cho năm mới quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mọi người được bình an, năm mới hạnh phúc. Theo đó, đoàn rước đi vòng quanh cây nêu trong tiếng trống chiên rộn ràng, rồi làm lễ xin nước. Nước để thực hiện nghi lễ được lấy từ hồ rộng gần 1.000 hectare trước chùa. Hòa thượng Thích Thanh Diễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì Chùa Tam Chúc cho biết, Lễ rước nước chùa Tam Chúc là lễ hội truyền thống có từ lâu đời. Nước là cuộc sống của nhân loại, văn hóa Việt Nam là nền văn minh lúa nước. Nên các lễ hội đầu xuân trên cả nước nói chung và chùa Tam Chúc nói riêng thường xuyên tổ chức rước nước dân lên cúng Phật, cúng thánh để cầu nguyện cho năm mới quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mọi người được bình an, năm mới hạnh phúc. 10 chiếc bình gốm được lấy đầy nước và đặt trên năm thuyền hoa. Theo hòa thượng thích thanh nhiễu, mỗi chiếc bình sau đó được buộc chặt nơ đỏ, đặt lên kiệu do nhiều thanh niên trai trắng đẩy cược lên các con dốc dựng đứng và hàng trăm bậc thang đặt vào các địa điểm Tam Quan Nội, Điện Quán Âm, Điện Giáo Chủ, Điện Tam Thế, chùa Ngọc. Đây là lần thứ ba lễ rước nước diễn ra tại chùa Tam Chúc. Đông đảo cư dân Phật tử từ khắp nơi có mặt hòa vào đoàn rước rồi dự lễ dân hương. Tiếp tục chương trình với những thông tin quốc tế. Giới chức địa phương ở hạt Nottinghamshire, nước Anh, mới đây buộc phải đóng cửa con đường có tuổi đời khoảng 1.000 năm sau khi lượng du khách đổ về quá đông, khiến nơi này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Nằm sâu trong vùng nông thôn ở Nottinghamshire là một lối cạn vượt sông có tên là Rufford. Suốt 1.000 năm qua, người dân ở Nottinghamshire mỗi khi có việc cần di chuyển giữa hai bờ sông, Rainwater Water, đều phải băng qua Rufford thế nhưng gần đây giới chức địa phương buộc phải đóng cửa con đường ngàn năm tuổi này sau khi cảnh tượng chiếc ô tô băng qua đoạn sông thu hút hàng triệu lượt xem trên nền tảng mạng xã hội khiến lượng khách đổ dồn về quá đông tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu không may ô tô di chuyển qua river có thể bị nước cuốn trôi khi đó thì cơ hội duy nhất là gọi đội cứu hộ tới hỗ trợ Thưa quý vị, chiếc xe Trabicycli, một sản phẩm được tạo ra từ sự kết hợp giữa xe đạp và các bộ phận của chiếc ô tô Trabant, được sản xuất từ những năm 1950. Bây giờ mời quý vị cùng tìm hiểu về chiếc xe độc đáo này nhé. Khi ông John janislo một nhà thiết kế người Hungary, chạy chiếc Trabicycli ra phố, chiếc xe ngộ nghĩnh này đã thốt ánh nhìn của nhiều người. Ông John janislo chia sẻ rằng, ông đã mất khoảng 3 tuần để tạo ra chiếc Trabicycli này. Nó nặng khoảng 10 kg, có thể được lái và phanh một cách an toàn. Ngoài ra, chiếc tricycle còn có đèn pha với màu sắc có thể điều chỉnh và phát nhạc từ một chiếc loa gắn trên xe. Cả hai tính năng nói trên đều được điều khiển bằng ứng dụng trên điện thoại di động qua Bluetooth. Ông John Zanislo đã chế tạo 6 chiếc xe như thế này, mỗi chiếc mang một màu sắc riêng. Được sản xuất từ năm 1957 đến năm 1991, xe Trabai từng là phương tiện giao thông rất phổ biến ở Hungary. Chính vì vậy, sự xuất hiện của chiếc Trabai Sikli trên phố khiến nhiều người Hungary nhớ lại những kỷ niệm đẹp trong quá khứ. Trong phần tiếp theo của 24 giờ chuyển động, tiểu mục cà phê không đường với câu chuyện khan hiếm lao động đi biển những ngày đầu năm. Trong tiểu mục chuyện ngày mới, cùng khám phá chiếc máy phun thuốc độc đáo của lão nông Cà Mau có thể làm việc gấp 10 lần một lao động giỏi nghề. Tiểu mục cà phê không đường. Tiểu mục cà phê không đường sẽ tiếp tục chương trình với một vấn đề đáng quan tâm về ngư nghiệp. Thưa quý vị, hiện hầu hết các hoạt động sản xuất kinh doanh đã trở lại bình thường sau thời gian nghỉ Tết. Tuy nhiên, đối với lĩnh vực khai thác hải sản vẫn còn khá bất cập bởi tình trạng thiếu lao động. Câu chuyện được phản ánh qua phóng sự sau đây. Dù đã qua thời gian nghỉ Tết một tuần, nhưng tại cảng cá Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng, hàng trăm tàu cá đánh bắt xa bờ vẫn còn neo đậu tại đây. Theo nhiều chủ tàu, ngoài nguyên nhân giá nhiên liệu tăng, thì tình trạng khan hiếm lao động sau Tết buộc nhiều tàu không thể ra khơi theo kế hoạch. Anh Lê Văn Quanh, người dân thành phố Đà Nẵng, nói lao động rất là khó, rất là căng. Bởi vì có lượng người ra đi biển tàu chạy rất là đông cho nên là rất là cần lao động. Mà lao động hiện trừ ở thành phố đi thì ở Đà Nẵng thì họ đi làm dưới bờ rồi nhiều. Ông Tạ Nam, người dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết. Dầu mỡ rồi bây giờ nó lên, rồi bạn thì nó cũng ít người đi nói chung ghe nó cũng có ghe nó ở nhà nó nó không đi làm. Để có đủ nhân lực cho chuyến biển đầu năm, một số chủ tàu phải tuyển dụng lao động ở khắp nơi, thậm chí ứng trước tiền lương cả tháng cho lao động không có tay nghề. Trong khi việc tìm kiếm lao động đi biển đã khó thì việc dưới chân họ còn khó hơn, bởi chỉ cần một chuyến xa khơi kém hiệu quả là bản thuyền sẽ qua làm cho tàu khác. Ông Phạm Văn Long, người dân tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ. Tôi cứ đi thuê kêu cứu tháng một tháng 13 triệu đến 15 triệu còn một số kêu ngày thì ngày 500 rưỡi 600 ông Lê Văn Ánh người dân thành phố Đà Nẵng nói cái đầu Nam mình phải là, lấy nhiều cái may mắn nên thành nó có thiếu máy mình phải chạy phải đi đi, đi chuyến đường này đi chuyến đường xa đi toàn mở ra mình ra một ra vùng đảo mình làm không Thời điểm hiện tại do nhiều nguyên nhân như giá xăng dầu tăng, người lao động không còn mặn mà với nghề biển, khiến hoạt động khai thác hải sản những ngày đầu năm của ngư dân gặp nhiều khó khăn. Nếu tình trạng này còn kéo dài sẽ ảnh hưởng lớn đến sản lượng hải sản khai thác được trong những tháng đầu năm. Tin nóng. Tiếp theo chương trình là phần tin nóng thông tin về giao thông, tại khu công nghiệp Phân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, những bó thép nặng hàng tấn đang sau rơ mốc đã trượt lên đâm nát phần đầu xe container. May mắn tài xế chỉ bị thương nhẹ sau tai nạn. Xe đầu kéo mang biển số tỉnh Thái Bình đang lưu thông trên đường. Khi đến ngã ba thì bất ngờ tài xế thắng gấp, khiến toàn bộ những thanh thép ở phía sau rơ mốc trượt thẳng về phía trước, đẩy toàn bộ cabin xe đổ gặp xuống đường. Sự việc khiến tài xế mắc kẹt bên trong cabin. May mắn khi được người dân cứu ra ngoài, nam tài xế chỉ bị thương nhẹ. Công an thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn là một người đàn ông tử vong trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, anh VJ tên độc tắc 40 tuổi quê ở Đồng Nai chạy xe máy trên tuyến quốc lộ 13 theo hướng từ thành phố Thủ dầu 1 đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi xe đến ngã ba giao với đường dây 1 thuộc khu phố Thạnh Bình, phường An Thạnh, thành phố Thuận An, thì va chạm vào hông của chiếc xe khách chạy hướng ngược lại, đang rẽ trái vào đường dây 1 Cú va chạm làm cho người đi xe máy ngã xuống đường tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, hai phương tiện nằm chắn ngang giữa đường. Nhận được tin báo, Công an thành phố Thuận An và Trạm Cảnh sát Giao thông Quốc lộ 13 có mặt điều tiết giao thông khám nghiệm hiện trường. Thưa quý vị, dư 24 giờ chuyển động đã đưa tin, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh người đàn ông đang nằm ngủ trên ghế sofa ở phòng khách. Sau đó có ba thanh niên cầm hung khí bước vào, ngang nhiên lục lọi ở phòng khách, còn người đàn ông nằm ngủ không hề hay biết. Hiện công an huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đang xác minh điều tra để xử lý. Theo trình báo của ông N.A., nhà ông bị trộm lấy đi bộ lưu đồng, đồng hồ đeo tay, điện thoại, ba ống tiêm thuốc trị tiểu đường, 0,2kg tôm khô và 1,5 triệu đồng. Được biết, vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 26 tháng 1. Theo camera ghi lại, nhóm ba thanh niên đã đột nhập vào nhà ông N.A. và mang theo dao để đi trộm. Công an huyện Trần Văn Thời đang xác minh điều tra để xử lý nhóm thanh niên cầm hung khí đột nhập vào nhà dân trộm tài sản để trấn an dư luận vì sự táo tợn của nhóm trộm. Thưa quý vị, việc sáng chế, phát minh, ứng dụng những phương tiện cơ giới vào sản xuất đã góp phần giảm tải công lao động của nông dân rất nhiều, tăng năng suất lợi nhuận cho người sản xuất nông nghiệp. Từ đó, nghề nông bây giờ nhẹ nhàng hơn ngày trước gấp trăm lần, thu nhập lại cao hơn. Và trong tiểu mục chuyện ngày mới hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị thính giả một chiếc máy xịt thuốc vô cùng độc đáo của Lão Nông Cà Mau. Tiểu mục chuyện ngày mới Trước đây, khi chưa ứng dụng cơ giới vào sản xuất, thì từ việc cày, trục, xả lúa, rải phân, tác nước, phun thuốc, đa phần đều tự làm bằng thủ công hoặc có sự hỗ trợ của máy móc thô sơ. Nếu như trước đây, mỗi ngày chỉ phun được khoảng 2 hectare một ngày, thì ngày nay phun thuốc bằng máy có thể đạt đến hơn 10 hectare một ngày ông Nguyễn Văn Quyền ở ấp 3, xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, làm hẳn máy phun thuốc trừ sâu hàng chục triệu đồng để giảm công phun thuốc và tăng năng suất lao động cho gia đình và làm thuê kiếm thêm thu nhập. Bởi theo ông Quyền, phun thuốc bằng máy có lợi thế là ít giảm đạp lúa như cách đi bộ phun nước truyền thống. Thuốc phun cũng được đều hơn, người phun thuốc cũng ít bị ảnh hưởng bởi hơi thuốc đến sức khỏe của mình. Ông Nguyễn Văn Quyền, ấp 3, xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cho biết thuốc pha thì cái bình máy này là 200 lít là một xịt được 5 công cái công suất của nó là một bình 200 lít thì xịt được 5 công còn pha thì nó rất đơn giản chỉ bơm nước lên để pha thuốc vào bình thường thôi chỉ trong khoảng một bình vừa xịt vừa pha chỉ hết 15 phút thôi là một bình thôi và cái 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 hạn chế cái cái lượng thuốc là nó không có bay vào người mình ngồi trên máy thuốc xịt về đằng sau thì không ảnh hưởng gì đến người cả cái bề ngang của nó 14 mét nhưng mình nối ra 14 mét thì mỗi bên nó xịt ra được một mét rưỡi nữa thì nó ra mỗi bên là khoảng nếu mà xịt mà 18 mét hai đường về là 36 mét nếu mình nối thêm thì xịt được 20 mét đường đi và 20 mét đường về tức là 40 mét bề ngang Máy phun thuốc của ông Quyền có cấu tạo đơn giản, gồm bộ phận máy để chạy gắn vào hộp số có bánh xe lớn. Bộ phận thứ hai là bộ nén và các hệ thống ống và bét phun có thể nén thuốc phun theo chiều ngang được 40 mét bình chứa thuốc 200 lít. Máy nén sẽ cho ra lượng thuốc đều và mạnh trong diện tích 1 hecta. Việc điều khiển máy phun thuốc hầu như không làm thiệt hại lúa do lằn bánh xe để lại trên đất chưa tới 10cm bề ngang. Máy có nhiều số tới và số lùi. Bánh xe của máy phun thuốc có răng cưa và có bán kính lớn nên có thể di chuyển trong các ruộng có địa hình trũng, lúng sinh một cách dễ dàng. Ông Ngô Văn Quyền, ấp 3, xã Trường Hợi, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cho biết thêm máy thì đủ hết cả số xe lên số tiến số số xe và số 1 nó có bốn số số xe và số 1 số 2 số 3 thì tùy mức độ mình chạy nhanh chậm tùy theo chủ ví dụ chủ muốn xịt đẫm hơn nữa thì ta đi chậm chút còn nếu mà muốn xịt nhanh thì ta đi nhanh chút không có vấn đề gì và cái cái dầu thì một ngày cái máy này chỉ chạy hết khoảng 3 lít thôi chứ không có nhiều bây giờ thì cái máy này xịt thì cứ 20.000 trên một công tầm lớn tức là máy xịt một bình đó là 100.000 thì nếu mà đợi đợ một một bình đó là chỉ được 5 công thì hết 100 nghìn Rồi so với này, nhân công thì nó phải giảm 50 trăm so với cái mình xịt tay và xịt uh, lao động tự nhiên Việc ứng dụng máy phun thuốc vào sản xuất nông nghiệp đã giúp cho nông dân giải phóng sức lao động giúp cho họ có những vụ mùa bội thu Những câu chuyện về người nông dân ôm bình thuốc sâu đi phun suốt ngày dài trên ruộng đã dần lùi về dễ dàng Thay vào đó là những câu chuyện vui vẻ hơn, phấn khởi hơn, như vụ mùa năm nay sản xuất giống lúa mới nào, người nông dân sẽ nhận tiền bán lúa trên ruộng hay sẽ nhận chuyển qua tài khoản ngân hàng. Nông dân ngày nay có lẽ chỉ cần ra ruộng đếm tiền, còn mọi việc khác đã có máy móc lo, đúng không nào? Và thưa quý vị, nội dung này cũng đã khép lại thời lượng của chương trình 24 giờ chuyển động ngày hôm nay. Một lần nữa, Phú Khánh cùng với Ngọc Thật xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ, chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.